Giờ này tất cả đều
Lời thời ai mấy đời
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu con đã trao cho mẹ. Người mẹ hiền yêu ơi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên tóc, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.
cho con một đời yêu thương. Mẹ cho con một màu thanh lương. Con tim mẹ thế gian dung chứa. Mẹ dạy con hy sinh vì tình nhiệm màu vời vợi non cao, tâm dạng người một vầng trắng sao, mắt dịu hiền ánh dương soi sáng, bàn tay gầy nhẹ xóa thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp nhất trên, mẹ là nước nước chảy vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn anh chúc vạn lời, hình ảnh mẹ là Phật hiện linh, hoa từ bi thiên giới san sinh. Một vầng trăng sao, mắt dịu hiền ánh dương soi sáng, bàn tay gầy nhẹ xóa thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước chảy vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhất tâm khanh chúc vạn lời, hình ảnh mẹ là Phật hiền linh, hoa từ bi thiên giới. Thân bằng quyến thuộc gần xa đến tụng kinh cầu nguyện,
thăm viếng, động viên, an ủi, chia buồn và tiễn đưa linh cữu của vợ mẹ và bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, trong lúc tan gia bối rối vì lo hậu sự cho người thân nên không làm sao tránh khỏi mọi điều sơ suất, gia đình chúng tôi thiết tha xin quý vị hãy với tấm lòng vị tha của mình mà quên đi những thiếu sót đáng trách của gia đình chúng tôi. Một lần nữa, toàn thể tan gia hiệp biểu quyến xin thành tâm đảnh lễ cảm niệm công đức của quý thầy, quý Phật tử và tri ân toàn thể quý vị. Nam mô Quan Thế Âm tạng Bồ Tát Ma Ha La. Kính thưa gia đình đang tụ, kính thưa quý vị, còn tầm 15 phút nữa là chúng ta sẽ đem nắp quan tài. Xin mời gia đình và quý vị lên nhìn mặt bà và cúi trước khi đóng nắp.
bạn đừng thế tôn vị đạo sư của mười phương pháp giới. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018 nhằm năm Mậu Tuất. Có gia đình gia quyến lương phu nguyện văn cấm hiếu nữ nguyện thị thu dung quyến thị thu thúy quyến thị thu hương nguyện thị thúy hăng hiếu nam nguyện văn cần con trường bạn văn viên quyến hồng sơn quyến giòn tuấn hôn tớ khổ thị cầm thị nội tôn nguyện quang uy ngoài tôn ba ngọc nhi ba ngọc châu nguyện khoa kỳ bình nguyện thành binh sinh quyến thủy trinh quyến nhà trung trinh chào chân nguyện hoàng phụng nguyện hoàng phát nguyện hoàng phê cung thịnh chư tăng quang lâm tại nhà hoàng thành kính đốt nạn tâm hương dâng lên cúng dường mười phương chư phàm chư đại bồ tát ba hiền vị đại thần phương nhân thiết tôn mê phàm nhân đạo đảnh đệ nam mô tần hư không biện pháp giới vi đằng sáng độ trung hóa hiện vị đại thần phương tăng thế những thiết hiện thánh tăng
người mẹ. Một dương hai năm cho bác mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng hiền. Bao sống làng tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặn che sống ven thái bình im lìm khi tiếng về quặng về khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm mười giờ.